Hello mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc sống Thảo Hồ Chimney. Hôm nay Thảo mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023 thì cộng đồng Việt Nam ở Cuxhaven này tổ chức khoảng 60 gia đình và mỗi gia đình đem tới một món ăn để mình chơi chung, để mình nhớ tới Tết Việt Nam của mình và cộng đồng ở đây tổ chức. Music man. Đây là chuẩn bị trước bàn ghế. Đây con người Đức và anh cứ vô lấy ấy chỗ ngồi. Em ơi. Em coi thú tiền anh chạy về trực hay là mày chạy về trực? Phòng ab die Kurse bauen und die Rosa vom Pfirsich bauen, die Pomelo. Ich habe etwas nachgelesen. Es ist ja ein Techfest im Grunde, ein Neujahrsfest, allerdings auch das Begrüßungsfest für den Frühling in Vietnam. Tja, ich glaube, dieser Frühling noch etwas länger hin. Lời mới hay sao? Dạ, lời mới. Không làm nào đâu. Cái này mua kìa. À, cái này em mua bên Mỹ, nhà máy. Bên Mỹ à? Vừa rồi em đi. Mua cái này không được. Tại đi bên Mỹ mua quay cảnh Mỹ. Dạ. Ich habe mich auch gewundert, wie schön die Frauen alle immer verkleidet waren. Mindestens drei, vier Mal haben sie neue Kleider angezogen. Und das fand ich sehr überraschend auch in Bremerhaven. Ein schöner Brauch tatsächlich. Ich habe auch gehört, dass vieles gekauft worden ist. Einmal vòng tay giống làm chú rể quá vậy. Vielen Dank für die Vorbereitung von allen, die hier mitgemacht haben. Wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken bei Pastor Achim Wolf und bei der Tanja, die das hier ermöglicht haben, dass das organisiert werden konnte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Han und bei Tan, die sehr, sehr vieles organisiert haben. Ich habe noch nachgelesen und fand das sehr lustig, dass eigentlich am Neujahrsfest nicht geputzt werden darf. Das ist ein lustiger Brauch. Ich muss euch leider alle enttäuschen, wir müssen heute noch putzen. Denn heute Abend, wenn wir hier fertig sind, muss leider. Đây là những món ăn mọi người đem tới. Đây là bánh tét, bánh chưng.
Đây là thịt heo quay. Cánh gà. Mì xào. Cánh gà chiên nước mắm. À, rau xào thập cẩm của bác Tiến. Xào bóng thập cẩm của bác Tiến là rất là đặc biệt. Đây là chả, chả chay hả, hay là chả bún. Này là bún măng vịt, chả giò, bánh phồng tôm, xôi cút, kim chi. Đây là bánh patisserie, các bánh ngọt. Mọi người làm, mấy người Đức làm bánh tét chuối, bánh ngọt. Mình ăn cái đó đỡ quá. Cá lát, gỏi. Đây nè, mấy chị áo dài nè, mấy Tết Việt Nam đây. Sao cảm nghĩ Tết Việt Nam thấy sao? Dạ. Đây áo dài đúng là cô gái Việt Nam. Cảm ơn nha. Tối nay ăn Tết không say không về nha. Cô chủ mà mạnh khỏe. Dạ. Năm mới vui vẻ. Rồi 1 2 3 vô đi. 1 2 3 vô. Tối nay không say không về nha. Rồi mạnh ra. Đúng ấy. Em phải bảo chưa, em phải bảo chưa mà không say không về. Em đi cô mãi không say các bác. Quay người đẹp cút xa phình. Đây những người đẹp là đi ăn Tết Việt Nam đây, hôm nay là đúng ngày mùng 1.
người đẹp đến từ Hàm Buộc xuống Cúc Sa Phình ăn Tết, tại vì Cúc Sa Phình vui quá. Thảo ơi, đang làm thu bờ hay sao đấy? Dạ. Dạ. Em làm thu bờ. Dạ. Cũng phải phát biểu với mọi người sao Tết mừng ở đâu và bây giờ anh nói đi nè. Anh nói thì bây giờ anh nói mọi người đâu có nghe được đâu đúng không? Nhưng mà năm mới người xa quê hương, xa tổ quốc đều nhớ về cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Thế nên ngày hôm nay là mọi người đã tổ chức đến đây với cái ngày Trung Thu Tết để nhớ cổ truyền, và có các đồng bào kiều bào vì điều kiện xa quê hương đúng không? Thì cho nên là tổ chức anh em gặp mặt đây để nhớ về cội nguồn và vui Tết cùng với nhau tại ở một thành phố Cúc Sa Phèn. Ở đây là cái địa điểm là tại ở thì nhỉ? Nói ai thân vai đỏ. Anh thân vai đỏ. Nói thân ai vai đỏ. Xin kết thúc, tôi là Huỳnh Lương. Xin giới thiệu mọi người là đây bạn bè anh em. Cảm ơn anh cho những cái phát biểu rất là hay. Đây, xin mời cô này, cô Bích Thủy. Mời dù nói với kiều bào ở nước ngoài để cô Bích Thảo sẽ giới thiệu về đây là một nhân vật có là thay mặt MC, gần như là MC của, nhưng mà cô đã ngồi ở đây để cũng cùng chung vui với mọi người và cái buổi tiệc lễ của ngày cổ truyền Tết dân tộc của Việt Nam. Xin mời. Hân hạnh quá, hôm anh giới thiệu làm cho em hơi bị rút. Hôm nay thì chỉ là một khách mời thôi. Ngày Tết quê hương là một ngày đoàn viên của tất cả mọi người. Và rất là vui là được tụ về đây là cộng đồng người Việt và được hòa cùng với người Đức nữa trong cái không khí Tết rất là đầm ấm của Cúc Sa Phèn. Cảm ơn ban tổ chức và xin gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người, nhà nhà, người người. Ai cũng được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công những mong muốn của mình năm Quý Mão 2023. Đấy, cô Thảo thấy không? Qua lời giới thiệu của Bích Thủy, cho nên là mọi người cũng cảm thấy phấn khởi hồ hởi đến đón chung vui Tết với đồng bào. Đúng rồi. Dạ, trong đó có chị. Cả người nước ngoài tại ở sở tại đúng không? Dạ. Còn đâu ngoài ra tôi cũng biết là người đó. Cô MC ở Bremen Hà Phình này rất là nổi tiếng, rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Cảm ơn em. Chúc em xin khéo tay và đảm đang năm mới thật nhiều mong muốn của mình. Dạ, cảm ơn chị. Cô ra giới thiệu các món ăn tại ở. Đây là tôi đi tham quan xem những các cái món cổ truyền của dân tộc Việt Nam như thế nào. Xin giới thiệu của Bích Thảo, đây là món nộm cổ truyền ở Nam Bộ tứ miền, dù gồm có mè, đậu lạc, cà rốt, su hào, tôm và nhiều các gia vị như là rau mùi, rau thơm, rau ngò. Tiếp theo, đó là thế nên này, mời các nhà đây xem nữa là món ớt. Mà ớt này là ớt tự nhiên, không phải là ớt cổ truyền, mà ớt truyền lại tại coi như là nước Đức, Cộng hòa Liên bang Đức. Còn đây là đậu lạc, và đây cũng là lạc, và đây cũng là gì đây? Thì đó, đây là hành. Còn đây là món nộm như là gỏi gà, gồm có xoài, có cà rốt và nhiều các gia vị gia giảm khác. Đây cũng vậy, đây là da lát, cũng như là có tôm, có các loại da lát, thảo dược. Có cả thảo dược trong đó nhá. Xin mời quý vị các bạn sẽ thưởng thức. Còn đây là cũng như vậy, đây là nộm. Mà hình như ra là đấy là nộm chân gà, gỏi gà. Chân gỏi gà và nhiều các gia vị khác nhìn rất là tươi ngon, đều có các bàn tay khéo léo của người đàn ông và người đàn bà tại ở Cộng hòa Liên bang Đức, hầu như là như vậy. Còn đây là bánh cái gì nhỉ, bánh gai. Còn đây là món này nữa, là các bạn phải biết món là gì, tôi đố các bạn biết đấy. Cái này là thực ra là tôi cũng chưa biết là cái là gì cả ấy, khổ vậy ha. Nhưng mà thực ra đó là ở Việt Nam hình như không có, mà ở bên Đức là nhiều quá, tôi cũng chưa biết là cái món gì cả. Nhưng mà thực ra nó là cá lắc, mà cá lắc hun khói, đó là một cái món đặc sản. Và mè sủi thoi à,
tức là gión đắt tiền. Khi ta ăn ấy, thì ta ăn với lại những cái này, đây là gọi là bơ này, putter. Putter thì có bơ rau, gâu, nó vẫn cái gì nhỉ, nếu mà nói ra tiếng Việt nữa là cái rau rau gì tôi cũng chả nhớ. Còn đây bánh mì đen, giới thiệu các bạn là đây là bánh mì đen nhé. Mà bánh mì đen này ấy, là dùng cho những người đi hết. Đi hết tức là người ta ăn không có bụng to đấy, mà rất là tiêu hóa rất là tốt. Còn đây là bánh gối. Thì gia vị các bạn không biết rồi. Còn đây là bánh mì. Còn cái bánh mì này hình như là tôi không nhầm, cái bánh mì này là bánh mì khuê vịt. Nói thì khuê vịt. Còn đây không biết, không biết nó phải là bánh mì khuê vịt hay không, nhưng mà chắc chắn là bánh mì. Còn đây là cái bánh đồ đưa tráng, tráng miệng này. Đây là bánh, bánh tét này. Bánh tét này gồm có, nói chung là giống như ở Việt Nam mình, bánh tét chuối. Bánh tét chuối. Còn đây là để uống cà phê, bánh ngọt. Đấy, đây là bánh tét chỉ nguyên đậu chai, dành những người chai. Ăn chay. Đó, đây là đồ ăn chay. Và đây là gì nhỉ? Miến nè, xào gần như là xào thập cẩm, có cả mè, bánh đâu, bao. Giờ thử miếng miến xào. Đó. Miếng xào. Đấy, đây là anh ở trong miền Nam. Thử cái miếng xào. Thử miến xào. Xin mời các bạn thưởng thức, đó là cái món này em bánh xôi khúc. Đó, bánh xôi khúc. Bánh xôi khúc rất là đặc biệt và ngon. Đây là kim chi và đây là phồng tôm. Nem. Nem chả giống người Nam. Đây là mồi nồi măng. Đây các bạn xem này, đấy, đây là nồi măng này. Đấy, nồi măng giống như ở nhà mình nhá. Nấu có cả chân heo, móng lò, móng thò lò đều có cả. Giò, đấy, và bún. Và đây là món xào. Đấy, nhìn đặc biệt, ngon chưa? Đấy, món xào là rau xào với lại là bóng bì này, heo này. Còn đây là đùi gà chiên này. Đấy, còn đây là mì xào. Mì xào này đặc biệt là cái món này cho người dân Đức. Người dân Đức rất thích là ăn món mì xào này. Gọi là mì xào của Hàn Quốc. Trời ơi, này rất là nhiều. Và giới thiệu đặc biệt nữa, đây là cái món mà dùng như trẻ em và người lớn của người Đức cũng như người Việt Nam mình là rất thích cái món này, là món cánh gà chiên và đùi gà chiên. Đấy. Còn đây là cái món tượng trưng của Việt Nam hay thường dùng và thường đánh chén, là cái món này là thịt dọi và thịt này là thịt quay, heo quay. Gọi trong miền Nam gọi là heo quay nhưng ngoài lợn, nhưng mà miền Bắc, ngoài Bắc gọi là thịt lợn quay. Và đây là món bánh trưng. Ok, kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức món quê hương của quê nhà. Cảm ơn Bích Thảo đã lia các camera này để tôi giới thiệu qua. Nhiều hơn cái đít ông này, ông này tháng. Ai man phải
Ủa rồi ai thua? Hai chồng này chơi hay nha. Einsetzen, nie wechseln. Wer wechselt, verliert. Ja, meins hast du schon mal.
Oh, eine, eine. So, das wäre jetzt falsch. Wir haben unser ist das ein Fisch? Auch. Ich glaube es auch. Aber das ist doch falsch. Hier, das ist ein Fisch. Ja, Fisch hier, keine Fisch. Ach so. Ja, ja. Oh, ja, aber du kannst ja auch zwei haben oder drei. Dann hättest du ja, nur zwei. Eine. Nur ein? Ja. Das ist weiter nur zusammen, ne? Immer Kutsche. Wir wechseln. Warte hier, warte, warte, 2 Euro. Du wirst pleite, nach dem Prinzip. Hi, hoi, hi, hoi. Nach deinem Prinzip krieg ich aber nochmal 2. Nein. Weil ich zwei, ja, nee. Fisch gar nicht. Ja, zwei. Zwei. Ach, das ist Fisch. Ah, okay. Immer Fisch essen. Ich will ihn kommen hier ganz näher. Bei der Bokoa. Zweimal Krebs. Zweimal. Die Krebs ist zweimal für Ruhe. Was kannst du? Egal. Verloren, verdoppelt. 2 Euro drauf. Ja, kostet 1 Euro bis 2 Euro. 2 Euro. Wow. Kram, schau mal. Guck mal hier, von wegen der verliert. Das, was ihr macht. Von wegen der verliert hier, ne? Die Bank geht pleite, so. Ja, er füttert uns erst an und dann nimmt er andere Würfel. Gar nicht. Ich bleib bei der Garnele, 4. Oh. Ja. Keine Garnele, aber Gadi! Ja. Ja, Papa, ja. Das kann ja, ich noch gar? Ja, ich hab nur 10 Euro. Das wieso nur gar? Ja, warum wechseln? Ja. Deswegen musst du immer bleiben bei dem, wo du bist. Die Chance ist 1 zu 6. Wenn du wechselst, ist es nicht mehr 1 zu 6. Ich verliere schon, ich habe schon 100.